Mới cho cô xong hả? Cô nhận được bao nhiêu? Một ba một hả? Đủ ăn rồi. Chúc mừng. Ủa cảm ơn gì không? Cảm ơn đi. Cảm ơn ai đây? À, cô cảm ơn ai? Cảm ơn chính quyền phải không? Rồi giờ mình đi đâu đây? Anh ơi, hôm nay mình cho bao nhiêu phần vậy anh? 53 xúc của Hà Du hỗ trợ cho. Hà Du hả? Dạ. Hà Du với cô. Chị ơi. Chị là Nguyễn Thị Bình đó chị. Trăm. Hả? Trăm Thị Bình hả? Rồi. Tất cả các hộ được nhận là ở tại khu phố mình hả anh? Tại khu phố người khó khăn. Người khó khăn tại khu phố 1. Người khó khăn tại khu phố 1. Rồi bên đây chỗ con anh ơi, đeo khẩu trang vô. Cái khẩu trang không đeo vô đi. Cái này là gồm cái gì anh? Bắp chuối hả? Bắp chuối khoai. Bắp chuối khoai là rau bình thường hả? Quá giỏi tiền trinh luôn á. Xuống 15 rồi đi bà con ăn mừng phải không? Ừ. Ăn mừng khoai lang. Bà con ăn mừng. Khoai lang với bà làm. Chuối mua đâu cô hay vậy? Chuối nè. Bán luôn hả? Bán đó. Bán luôn hả? Ừ. Từ tiệm quần áo mà chuyển sang bán chuối trong mùa dịch. Ừ, tính là quần áo người ta cho bán và bán chuối liếng luôn.